Hello mọi người, Cường đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ review một cuốn sách có tên là MBA bằng hình, The Visual MBA của tác giả Jason Baron. Tác giả Jason Baron thì đã có 2 năm học ở chương trình MBA, tức là chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Thì trong 2 năm này khi mà tác giả được học những cái kiến thức liên quan đến MBA thì tác giả đã ghi lại những cái ghi chép của mình bằng những cái hình minh họa. Tức là khi mà các tác giả học xong thì tác giả sẽ tổng hợp lại kiến thức, tác giả viết vẽ ra lại bằng những cái hình minh họa cho dễ hiểu. Thì lúc này thì mọi người, những người trong lớp á, thì cảm giác rất là thích những cái hình minh họa, rất thích mà cái tác giả nốt lại những cái kiến thức này. Do đó tác giả đã quyết định xuất bản cuốn sách này, cuốn MBA bằng hình, The Visual MBA. Thì mục đích của tác giả là để cho những cái người như chúng ta có thể dễ dàng nắm được những kiến thức của MBA, tức là những cái kiến thức mà tác giả học được trong 2 năm thông qua những cái hình minh họa dễ hiểu trong này. Cuốn này khi mà mình giới thiệu như vậy thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết được là nội dung nó gồm những gì. Thì khi mà các bạn đọc trong cuốn sách này thì các bạn sẽ thấy này, rất là nhiều hình minh họa. Rất là nhiều hình minh họa trong này. Thì trong này thì tác giả sẽ vẽ những cái hình minh họa liên quan đến những cái kiến thức mà tác giả được học trong vòng 2 năm. Thì cuốn sách này nó chứa đựng rất nhiều kiến thức liên quan đến nhiều cái mảng khác nhau trong cái chương trình MBA, ví dụ như là học về lãnh đạo, học về báo cáo tài chính doanh nghiệp hay là quản trị doanh nghiệp, rồi quản trị vận hành marketing, rồi những cái liên quan đến những kỹ năng mềm như là tạo hiệu suất hay là sự khích lệ cho nhân viên. Thì cuốn này tác giả học bao nhiêu thì tác giả sẽ ghi lại bấy nhiêu, nhưng mà vì là tác giả ghi lại theo kiểu là mô tả bằng hình ảnh và trong này rất ít những cái gọi là diễn giải cho những cái hình ảnh đó, nên đôi khi các bạn đọc vào trong cuốn sách này sẽ có những bức hình mà các bạn đọc vào các bạn không có hình dung được là cái kiến thức tác giả được học trong cái chương trình dạy của mình nó là gì, vì cái hình minh họa của tác giả nó không đi kèm những cái diễn gì chắc, nên đôi khi mình đọc vào thì mình sẽ không hiểu được là cái hình đó nó có nghĩa là gì. Nhưng mà nhìn chung thì vì cái kiến thức liên quan đến MBA thì nó rộng, mà cuốn sách này thì hầu hết đều là hình ảnh, do đó kiến thức trong này nó rất là cô đọng và có thể nói nó là sơ sài đối với mình. Bản chất là cuốn sách này nó là cái phần ghi chép của riêng tác giả. Đó, nếu các bạn đọc thông qua một cái cuốn sổ ghi chép của một người nào đó thì các bạn cũng hiểu được phần nào đó là cuốn này nó không cung cấp quá nhiều nội dung, cung cấp quá nhiều kiến thức cho các bạn đâu, mà nó cơ bản nó chỉ là một cái phương pháp để các bạn có thể nắm được là chương trình MBA nó có những gì, thì các bạn có thể đọc cuốn sách này. Thực ra bây giờ mình ngồi review cuốn này thì mình cũng không biết nên review cái gì trong cái nội dung của cuốn sách này, vì bản chất là nó lược khá là nhiều, nó chỉ là những cái hình ảnh thôi. Thì mình nghĩ là cuốn này nếu như các bạn muốn tìm đọc nó thì nó sẽ phù hợp cho những bạn mà muốn biết được là MBA nó có những gì trong đó thì có thể đọc cuốn này. Vì cuốn này nó chứa đựng những cái nốt của tác giả, thì các mình sẽ đọc vào những cái nốt mình sẽ hiểu là trong MBA người ta dạy về phần này, thì mình có thể dựa vào đây, rồi mình muốn tìm hiểu sâu thì mình có thể tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về những cái tài liệu khác. Hoặc là những bạn đã học chương trình MBA rồi và muốn có một cái cách để mà có thể hệ thống ghi nhớ lại những cái chương trình mình học trong cái thời gian dài thì có thể tìm cuốn này. Thì cuốn này nó có những cái ghi chép thì mình chỉ cần nhìn qua cái ghi chép thôi thì mình có thể recall lại được cái những cái kiến thức mà mình đã được học, thì cuốn sách này nó sẽ phù hợp. Còn những bạn mà muốn tìm hiểu, muốn tìm sâu về kiến thức của MBA, muốn được học về MBA thì cuốn này mình nghĩ nó không phù hợp các bạn đâu. Thì cuốn này nó sơ sài lắm, nó toàn là những cái hình sketch, những cái hình nốt, những cái hình minh họa của tác giả thôi, nên nó không cung cấp quá nhiều gọi là nội dung, cung cấp quá nhiều cái kiến thức cho mình khi mà mình đọc những cuốn này. Thì ok, cuốn này thì cũng không có nhiều thứ để review, chỉ có một cái ưu điểm đó là hình minh họa rất là đẹp. Các bạn thấy hình minh họa rất là đẹp và dày đặc, thì đó là cái điểm mạnh của cuốn này và các bạn có thể recall được thông qua những hình ảnh này. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo về những cái cuốn sách tiếp theo.